Đây trời đất ơi, mừng quá các bạn ơi, ra cái mẫu luôn. Hello mọi người, mình vẫn making đây. Không biết là mọi người đã tham gia cái sự kiện này chưa ha. Thì nhà phát hành mới phát code nữa nè các bạn ơi. Cái code này thì các bạn sẽ được một cái bóc thăm dưa hấu thôi ha. Cái sự kiện Voi 5 sao app Play Together đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái code này vô ha. Không biết là mọi người có tham gia cái sự kiện này không. Nếu mà như bạn nào chưa tham gia thì mình có dư mấy cái code ha. Mình sẽ để dưới phần comment ghim có link luôn cho mọi người hướng dẫn mọi người nhập luôn ha. Rồi mình sẽ nhập cái code này vô. Được một cái hộp bóc thăm dưa hấu nha các bạn. Code này thì cũng không xịn lắm, nhưng mà một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy cái code xịn hơn ha. Rồi vào game rồi nè các bạn ơi. Nhận code nha. Đây hộp bóc thăm dưa hấu nè các bạn. Được cái gì đây mọi người ơi? Được cái gì đây? Cái dù. Ôi trời ơi, được cái quần các bạn. Được cái quần. Hôm nay thì có hộp kim cương may mắn đấy nè. 5 kim cương vậy ta? Xu nha mọi người. Xu nha. Rồi các bạn nào muốn nhận code hộp bóc thăm dưa hấu á, thì dưới comment ghi mình có để link ha. Các bạn nhắn vô đó để mà lấy code, cũng như là cứ hướng dẫn nhập các bạn nhập code luôn. Có link nhập code trên website của mình luôn nha mọi người. Quên, hôm nay là quên mở cái thẻ bài Halloween mọi người. Ây da, mình sẽ chọn thẻ số mấy đi các bạn ơi? Số 1 đi ha. Thì bữa mình cũng chọn, hình như mình chọn số 2 hơn đúng không? Hôm nay thì chọn số 1 coi thử là có hơn hay không. 10.000 tiền sao mọi người ơi, được kẹo. Trời đất ơi, nó hên nha mọi người. Rồi vào game để nhận mọi người ơi. Tự nhiên, đây, được 10.000 tiền sao nữa. Hình như mình nhận xong mình lên 800.000 tiền sao luôn mọi người. Đó, 800.000 tiền sao luôn rồi. Rồi cho mọi người xem cái hình ảnh VIP vào thứ hai cho mọi người. Chúng ta sẽ có một cái VIP chủ đề hải tặc ma ha. Wow, Halloween đó mọi người. Đúng ngày Halloween luôn, ngày 31 tháng 10. Đấy thì chúng ta sẽ có, hình như mà nhà phát hành kêu là cái phương tiện này nó đặc biệt lắm. Mình nghĩ là nó sẽ có thể là đi dưới nước cũng như là đi trên bờ luôn đó các bạn. Cho nên là nhà phát hành mới kêu là phương tiện. Ủa, có rương kìa. Ủa, cái rương kho báu gì kìa mọi người. Chắc là để đi co thôi. Rồi đây là một chiếc thuyền hải tặc các bạn ơi, và chắc chắn là nó sẽ di chuyển được dưới nước rồi, và cũng có thể là nó di chuyển được trên bờ luôn nha mọi người. Do nhà phát hành game kêu là nó có khả năng đặc biệt, mình nghĩ là nó có thể đi trên nước cũng như là đi trên bờ luôn, đi trên đất liền luôn ha. Wow, xịn nha. Và chúng ta có một cánh bờm nào là dữ dội ha, kiểu như ma quái nha mọi người. Có cái đầu sọ kìa, quá dữ luôn, hải tặc ma quái nha mọi người. Rồi còn nó tốc độ bao nhiêu á, thì mình nghĩ là tốc độ cũng khoảng 4 chấm nha các bạn. Thì nếu mà muốn biết chính xác hơn thì thứ hai mình sẽ review cho mọi người xem ha. Rồi còn đây là trò chơi nha các bạn ơi. Hôm nay thì mình nhìn kỹ hơn á, thì cái máy trò chơi này thì như là phải mua decor trong nhà đó mọi người. Đó thì chúng ta sẽ có 3 trò chơi ha. Một là trực tiếp nè, 2 là nhảy dây nè, 3 là flash bibet nha mọi người. Wow, bơi đang có sự kiện code này các bạn ơi. Code này thì các bạn sẽ nhận được trứng thường cũng như là trứng gâu gâu nha các bạn ơi. Và đặc biệt là bạn nào may mắn tham gia thì có thể là nhận được áo của Play Together nữa ha. Nhưng mà mình đang thích trứng nha mọi người, cho nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận code này để mà lấy trứng. Rồi sau khi vô chơi cái trò zombie á, thì các bạn biến thành zombie tím hay zombie xanh gì cũng được đó. Xong rồi các bạn sẽ đi lây lan virus nha. Đấy thì bây giờ mình đã bắt được một người rồi nè. Đấy thì còn thời gian 40 mấy giây để mình kiếm người tiếp theo nha các bạn. Chạy đi đâu, hai người nha mọi người. Thì khi mà bắt được á, thì các bạn nhớ chụp hình lại ha. Nó có cái số trên đầu các bạn thấy không, đó cái số 2 của mình là mình đã lây lan virus cho hai người rồi ấy. Để mình ráng đi kiếm thêm một người nữa, cũng gần hết thời gian rồi các bạn. Ráng đi kiếm một người đó. À đâu đây nè, đâu đây ta. Ê chắc mình nghi cái cục màu trắng trắng kia kìa. Đây, không phải hả? Vậy là cái cục bên kia rồi, rồi cục bên đây. Ây trời ơi, hên quá, mình chụp trước nha các bạn. Đó mình có số 3 rồi, bây giờ mình sẽ chụp hình lại ha. Rồi cái form nhận cớ này thì mình sẽ để dưới phần comment ghim cho các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ điền tên của mình nè, rồi tên in game nè, rồi email để nhận code nha các bạn ơi. Cái này quan trọng nha, các bạn phải điền chính xác địa chỉ email để nhà phát hành game có thể gửi code cho các bạn nha. Số bạn đã lây truyền cho mấy người á, thì mình đã lây truyền cho 3 người nè. Rồi xong rồi các bạn sẽ thêm cái hình ảnh vô ha, cái hình ảnh mà các bạn đã lây virus thay ma cho những người khác á. Rồi xong rồi các bạn sẽ nhắn gửi ha. Rồi xong rồi đó các bạn ơi, và đợi mấy ngày nữa thôi thì nhà phát hành game sẽ gửi cho các bạn code ha. À hôm nay thì trong đồ đạc á mọi người, trời quá trời luôn mà đồ cũ không nha các bạn ơi. Thì cái sự kiện xích lô này ngày mai mình sẽ chốt cho mọi người nha. Hai chiếc xe xích lô cho mọi người, bạn nào chưa tham gia thì nhớ tham gia ha. Dưới còn comment ghi mình có để link đấy. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì mình sẽ bóc thăm. Hôm nay thì có hai hộp bóc thăm miễn phí luôn mọi người. Trời đất ơi, không biết là nhà phát hành có bị nhầm không mình, nhưng mà ra hai hộp bóc thăm miễn phí không ha. Đó là hộp gà với lại là hộp tự nhân. Tự nhân hôm nay thì
Chắc là tới ngày update thì sẽ có đồ mới, không biết có đồ mới không nữa. Nhưng mà mình bữa giờ mình bắt không được cái hộp gì luôn ấy mọi người. Đây cái hộp tụ nhân này, bữa giờ bắt không được cái hộp gì luôn. Trời đất ơi, nó xu thì các mọi người. Không biết là bữa giờ ai có bóc được cái hộp này không ta. Sao cái hộp này nó sao nó xui dữ vậy ta. Bữa giờ mình bắt chắc là thì cũng là mười mấy ngày rồi đó mọi người, không được cái gì luôn. Trời đất ơi, không thể tin được. Trong khi là mình có gói bài lớn ở nhà mình nhắn vô. Đây trời đất ơi, mừng quá các bạn ơi, ra cái mẫu luôn. Trời đất ơi, cuối cùng thì nó cũng ra cho mình. Tưởng bữa giờ mình bóc nó không ra cái gì luôn chứ. Để mình mở cái hộp kim cương, xong rồi mình sẽ đổi cái mẫu vô ha mọi người. Trời đất ơi, cuối cùng cũng ra được cái mẫu mọi người. À, ra được cái người con vịt cái nè. Này để tái chế thôi các bạn. Kim cương, được hai kim cương nữa ha. Đây, yeah, được cái mẫu. Mình đang đổi cái đầu tóc đẹp đó chứ. Tự nhiên mở cái mẫu tù nhân vô thì nó hơi kỳ đúng không mọi người. Nhưng mà đổi cho xem thử thế nào. Đấy, rồi mẫu mới mở trong ngày hôm nay nha mọi người. Rồi các bạn đừng quên kết xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. Good, 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 good